Lúc nhỏ, tôi hay lo nghĩ về việc nếu mình không quá thông minh thì sẽ không thành công được. Trước đây tôi chỉ đạt được học lực loại khá thời học cấp 3. Và khi nghe được phỏng vấn của những người thành công thì họ thường nói rằng: "Bạn nghĩ tôi thông minh sao? Thật ra tôi cũng chỉ trung bình như các bạn thôi." Lúc đó tôi chẳng tin đâu. Vì nếu không giỏi thì làm sao họ có được những thành công lớn đến vậy? Thời còn đi học, hễ bạn nào mà càng thông minh thì sẽ học càng giỏi, càng xuất sắc. Nhưng có cái rất lạ là đại đa số khi ra đến trường đời, người thông minh nhất, người học giỏi nhất không phải lúc nào cũng là những người thành công nhất hay giàu có nhất. Tại sao lại như vậy nhỉ? Nếu bạn cũng có cùng hai thắc mắc này thì hãy xem hết video nhé. Trước hết, Tư Duy Ngược mời bạn xem một ví dụ thực tế sau về mối quan hệ tương quan giữa năng lực làm cha mẹ với sự giàu có. Bạn hãy tập trung xem hết những sơ đồ và nội dung này nhé, vì nó rất quan trọng với bạn. Thật khó để làm cha mẹ tốt nếu bạn quá nghèo. Điều này là một sự thật hiển nhiên. Nghèo đói khiến ta mệt mỏi và căng thẳng đầu óc. Nếu phải làm quá nhiều việc để nuôi sống gia đình thì bạn không còn sức lực để đọc sách cho các con trước khi đi ngủ. Nếu phải làm công việc tay chân nặng nhọc thì bạn lấy đâu ra năng lượng để đem đến cho các con tình yêu, sự quan tâm và kỷ luật phù hợp để có một gia đình hạnh phúc. Hầu hết mọi người sẽ nói rằng nếu có nhiều tiền, họ sẽ đảm nhận tốt vai trò giáo dục con cái. Nhưng mọi người chỉ mới nói đúng một nửa. Ban đầu mối quan hệ này sẽ có sơ đồ như sau. Trong toán học, đây được gọi là đồ thị tuyến tính. Nghĩa là càng giàu có thì bạn sẽ nuôi dưỡng con cái càng tốt, càng hạnh phúc. Nhưng thực tế, tiền chỉ khiến việc nuôi dạy con cái dễ dàng hơn tới một thời điểm nhất định. Những nghiên cứu về hạnh phúc cho thấy rằng việc có nhiều tiền hơn sẽ không khiến cho con người ta hạnh phúc hơn. Ở Mỹ, khi thu nhập gia đình đạt mức 75.000 đô la một năm thì từ đồ thị tuyến tính như thế này sẽ chuyển thành đồ thị có dạng như sau. Đường thẳng giờ đây trở thành một đường cong và bắt đầu đi xuống. Lúc này sức tuyến tính đã mất dần và trở thành phi tuyến tính. Nếu gia đình bạn kiếm được 75.000 đô la một năm và hàng xóm nhà bạn kiếm được 100.000 đô la một năm thì 25.000 đô la chênh lệch sẽ chỉ đồng nghĩa với việc họ có thể lái được chiếc xe đẹp hơn và đi ra ngoài ăn nhẹ thường xuyên hơn. Nhưng nó không khiến họ hạnh phúc hơn bạn hay trở thành cha mẹ tốt hơn. Ở nhiều trường hợp, nó còn khiến hạnh phúc bị sụt giảm. Bởi khi thu nhập của các bậc làm phụ huynh đủ cao thì năng lực làm cha mẹ của họ cũng bắt đầu giảm sút. Giàu có lúc này cũng là vấn đề của các bậc cha mẹ. Và đồ thị lúc này sẽ có hình dạng đầy đủ như sau. Đây là đồ thị phi tuyến tính, hay còn được gọi là đồ thị hình chuông. Đường cong hình chuông này vốn rất lạ lùng, chúng khiến ta nhầm lẫn giữa lợi thế và bất lợi. Các đường cong hình chuông có 3 phần và mỗi phần tuân theo một quy luật logic khác nhau. Phần bên trái là nơi nhiều hơn sẽ tốt hơn. Phần giữa là nơi nhiều hơn cũng không có gì khác biệt. Và phần bên phải là nơi nhiều hơn có thể khiến mọi thứ tệ hơn. Thật sai lầm khi nghĩ rằng mọi đường cong đều là đường thẳng. Mọi người ngỡ rằng sự phi tuyến tính chính là sự tuyến tính. Chính vì vậy mà chúng ta lao vào như một con thiêu thân để cố cho càng nhiều càng tốt. Có một nguyên tắc rất quan trọng ở đây là nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn. Có nhiều thứ bạn sẽ cần càng nhiều thì càng tốt, nhưng lại có nhiều thứ bạn có càng nhiều thì lại có càng ít. Càng siêng năng học tập, bạn sẽ càng giỏi, đúng không nào? Bạn càng tập thể dục thì bạn càng có sức khỏe tốt, đúng không? Thế thì bạn càng giàu có thì bạn có càng hạnh phúc không? Bạn càng giàu có, hôn nhân có càng hạnh phúc không? Càng rửa bát, gia đình có càng hạnh phúc không? Tôi đùa đấy. Rõ ràng, hai ví dụ này cũng chỉ mới đúng một nửa thôi. Tương tự như quan niệm sai lầm của tôi ở đầu video về phỏng vấn người thành công. Mối quan hệ tương quan giữa thông minh và thành công cũng hệt như ví dụ trên. Thông minh và thành công không có mối quan hệ tuyến tính với nhau kiểu càng thông minh là càng thành công đâu. Thông minh cũng chỉ giúp bạn thành công đến một mức nhất định thôi. Có thông minh hơn đi chăng nữa, bạn cũng chẳng thể thành công hơn là bao. Thậm chí có nhiều trường hợp trớ trêu, bạn lại thất bại vì quá thông minh. Nhưng không lẽ quá thông minh cũng không tốt hay sao? Đừng lo, bạn cứ bình tĩnh mà xem tiếp nhé. Một nhà bác học có IQ 120 vẫn có thể đạt được giải Nobel, tương tự như nhà bác học có IQ 150. Nghĩa là phần chênh lệch 30 điểm IQ kia chẳng có lợi thế nhiều hơn. Vì thực tế, chỉ thông minh hay là IQ cao sẽ chưa quyết định được mọi thứ. Nếu bạn rất tự tin và tất tay toàn bộ vào sự thông minh tuyến tính của mình mà xem nhẹ các yếu tố khác, thì sự phi tuyến tính sẽ đến và xuyên thủng bạn đấy. Nên ông bà ta mới có câu cần cù bù thông minh là như vậy. Và dĩ nhiên cần cù cũng chỉ là một trong những yếu tố thôi bạn nhé. Ngoài ra còn có nhiệt huyết, lối tư duy, kỹ năng làm bạn với sự may mắn, vân vân. Bạn có thể xem bộ video bên trên để rõ hơn về các yếu tố này. Nếu bạn là một người cực kỳ giỏi giang trong trường lớp và bạn đem sự tuyến tính này để áp dụng sang trường đời thì đây là một sai lầm lớn. Bởi hai môi trường này là hoàn toàn khác nhau. Trường đời là một môi trường có cả tuyến tính lẫn phi tuyến tính, nhưng độ phi tuyến tính của nó là cực kỳ mạnh. Điều thú vị là nó có rất nhiều biến số xuất hiện để kích hoạt và chi phối những khả năng nội tại của bạn. Khi hiểu quy tắc này, bạn sẽ thấy rằng đây là một điều may mắn, vì nó khiến cho cuộc chơi này công bằng hơn với tất cả mọi người để có thể tận dụng những thế mạnh riêng biệt của mình.
Những người thành công vang dội như Lý Gia Thành, Robert Kiyosaki, Jack Ma, Jung Joo-joon, khi đọc tiểu sử của những người này, tôi thấy họ đều là những con người rất bình thường, nhưng lòng khao khát và ý chí phi thường mới là thứ biến họ trở thành những con người khác thường. Dù cho bạn là người có IQ cao hay thấp, thì cơ hội luôn là công bằng với tất cả mọi người. Giờ thì tôi đã trả lời hoàn chỉnh được câu hỏi của mình trên cả phương diện cảm tính lẫn khoa học. Vậy sự phi tuyến tính này là tốt hay xấu? Làm sao để tận dụng được đường cong này? Chúng ta tiếp tục với mối tương quan giữa hạnh phúc và giàu có. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào sự tuyến tính của giàu có vì nghĩ rằng càng nhiều tiền càng hạnh phúc thì toi mất. Bởi vì rõ ràng là có nhiều giá trị khác cũng có tầm quan trọng tương tự như giàu có để cải thiện mức độ hạnh phúc của bạn. Nếu bạn không nhận thức được khi nào đường thẳng sẽ trở thành đường cong, hay không nhận biết được thời điểm mà bạn đang bước qua rìa bên phải của hình chuông, thì khi bạn giàu có, bạn lại có càng ít hạnh phúc là như vậy đấy. Đôi khi người kiếm được 10 tỷ chưa chắc đã hạnh phúc hơn người kiếm được 5 tỷ. Nhưng nếu họ hiểu được quy luật này thì họ hoàn toàn có thể dịch chuyển được 10 tỷ vào bên trong bằng cách mở rộng đường cong phi tuyến tính của mình. Chỉ khi nào bạn nhìn nhận đúng về những tổ hợp liên quan của mục tiêu mà bạn nhắm đến, thì khi đó bạn mới có thể phát huy được thêm cái gọi là càng có nhiều mà không bị ít đi. Rõ ràng, bài học về sự cân bằng chưa bao giờ hết hot. Những thử thách của trường đời luôn là tập hợp của những yếu tố liên quan, gắn kết với nhau để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Và buổi đầu, bạn cần phải tập trung hội tụ và dần dần đến khi đạt mức bão hòa. Bạn cần phải phân kỳ và mở rộng. Hãy chuẩn bị cho mình tầm nhìn này. Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Tư duy ngược sẽ chia sẻ sâu hơn về chủ đề này sau nhé. Chúng ta là những sinh vật đa dạng và cũng may mắn khi trường đời công bằng với chúng ta bằng cách tạo ra những biến số để kích hoạt sự đa dạng này. Ước mơ của tôi là trường học cũng có thể mô phỏng được phần nào các biến số như vậy để chúng ta đỡ nhọc nhằn hơn khi đến với trường đời. Đây lại là một chủ đề quan trọng khác mà Tư Duy Ngược sẽ chia sẻ với bạn ở các video sau. Xã hội đánh giá rất cao hai chỉ số tài giỏi và giàu có. Tôi đã từng tin rằng mình phải thật giàu có, mình phải thật thông minh. Nhưng sau này tôi mới biết rằng nếu chỉ tập trung vào chúng một cách thiếu hiểu biết, thì khi càng có nhiều thì ta lại càng có ích. Bên trong chúng ta sở hữu nhiều thứ hơn thế khi ta thật sự kết nối được với thế giới. Và rồi bạn tập trung vào sự kết nối hài hòa này, thì sự đủ đầy và trọn vẹn sẽ đến với bạn. Tư Duy Ngược xin được chúc cho bạn sẽ công thẳng vẹn toàn. Hãy comment ý nghĩ, trải nghiệm và những thắc mắc của bạn về đường cong hình chuông này ở bên dưới. Bạn có thể tìm đọc cuốn sách David and Goliath của tác giả Malcolm Gladwell. Ông là một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất của thế giới. Đọc cuốn này để bạn thấy rằng đôi khi to xác cũng chưa chắc đã là một lợi thế. Hãy like video và đăng ký subscribe. Nhấn vào hình quả chuông và chọn tất cả để ưu tiên nhận được thông báo video mỗi tuần của Tư Duy Ngược. Cảm ơn bạn đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.